Kính thưa ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, kính thưa quý phụ huynh, kính thưa quý thầy cô cùng tất cả các em học sinh yêu quý. Buổi sáng hôm nay cô đang đi trên chuyến xe Nam Anh chạy từ Vĩnh Bảo lên đến Hà Nội, và hiện giờ thì cô đang ở cầu Thanh Trì. Đấy. Người và xe cộ qua lại rất là tấp nập. Xe Nam Anh thì thường có tất cả các chuyến, bắt đầu là 5 giờ xe chạy từ Vĩnh Bảo. 5 giờ hết 5 giờ thì đến 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 11 giờ. Cứ mỗi 1 tiếng là có một chuyến xe chạy từ ở Vĩnh Bảo lên Hà Nội để phục vụ hành khách. Tiết trời ngày hôm nay thì rất là ấm áp, dễ chịu, quang cảnh đẹp, thoáng mát. Các chú tài xế ở trên cái chuyến xe Nam Anh chạy từ Vĩnh Bảo lên Hà Nội, cũng như là chạy từ Hà Nội về Vĩnh Bảo, thì thường rất là nhiệt tình. Đấy. Năm nào cũng vậy, có những năm mà đến tận ngày 29 Tết cô vẫn phải lên Hà Nội, nhưng mà các chú ấy phục vụ rất là nhiệt tình. Phục vụ nhiệt tình ở đây cũng không phải là vì đồng tiền thưởng đâu, mà theo như sự chia sẻ và tâm sự của các chú tài xế xe Nam Anh nói là đấy là vì sự yêu nghề và muốn phục vụ cho quý khách được đi lại thuận tiện, dễ dàng, chứ không phải là vì đồng tiền thưởng. Trên cầu Thanh Trì thì có rất là nhiều xe, xe tải, xe con, xe chở khách đang tiến nhanh vào trong thành phố. Cảnh ở Hà Nội thì khác hẳn cảnh ở quê của chúng ta, bởi vì đường lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Đoạn đường bây giờ thì đang thoáng hơn, cho nên là xe tiến về thành phố cũng nhanh hơn. Thì bắc qua một con sông đấy, rất là dài và rộng. Dưới sông thì thuyền bè đang đánh bắt cá.
của cô đã đi hết cây cầu và bắt đầu đang xuống dốc để xuống dưới đường của thành phố Hà Nội. Hai bên đường những cái tòa nhà cao tầng rất lớn. Dưới chân cầu thì số lượng xe nhiều hơn. Xe phải đi chậm lại để chờ những chiếc xe đằng trước di chuyển.
tiếp tục di chuyển lên con đường ở bên phía trên. Thank you.
cho nó sáng con ơi. Con bật cái điện đi cho nó sáng. Đấy, ngồi viết đi cho nó sáng. Gần tòa căng cao nhất thì anh thả xuống nhé. Ừ. Theo anh này em xuống Cốt Duy Tiến cái trại này em đi cho nhanh. Từ đấy Cốt Duy Tiến lại trong căng Nam mới kỳ. Nó cũng bằng từ ở 198 mà ra căng Nam thôi. Nó chỉ tầm còn hơn 2 cây đấy. 3 cây này hết đát. Ừ, chứ sợ anh tí anh chạy lên vành đai 3 thì nó tắc đường nó lâu. Ok ok. Thế thì anh cứ thả xuống. Ừ. Xuống xe rồi, cô xin chào và tạm biệt tất cả các em.